Alo, các cậu về chưa? Nè, tôi nhắc mấy cậu nhớ đưa tiền mừng tuổi cho các cháu nha. Lần sau tôi sang chơi, chúng nó mà đòi tiếp là các ông chết với tôi đó. Ừ, tôi về tới nhà rồi, các ông yên tâm. Mà các ông có đi hát hò gì không? Ừ, tôi mời. Ok, các ông cứ chơi đi, tôi chuyển tiền cho. Ừ, thế nha. Anh về rồi sao? Sao anh lại đánh em? Cái gì đây? Đây là tiền em đi tết bố mẹ với anh trai. Chứ có vấn đề gì sao? Tôi nói cho cô biết, tiền tết cô biếu cho nhà tôi bao nhiêu cũng được. Nhưng tại sao cô dám biếu cho bên nhà ngoại mỗi người những 10 triệu hả? Tôi là cái ngân hàng cho cô rút à? Em biếu quà Tết cho bố mẹ hai bên thì có gì là sai? Tiền của em biếu cho ai? Biếu bao nhiêu là quyền của em chứ. Với lại, em đi bên nội 50 triệu, bên ngoại 30 triệu. Anh còn có vấn đề gì nữa sao? Cái gì? Cái gì là tiền riêng của cô? Cô quên mất ngày em hỏi. Nhà tôi đã đi cho nhà cô 200 triệu rồi à? Sao anh lại nhắc lại chuyện đấy? Có nghĩa là kể từ ngày hôm đó, cô đã làm dâu của nhà này, sống làm dâu nhà này, chết làm ma nhà này. Tiền cô kiếm được cũng là tiền của nhà này. Ý anh là 200 triệu ngày em hỏi là coi như anh mua tôi sao? Im mồm thế. Tôi cho phép cô nói chưa? Mà cô lên tiếng. Cô có biết Tết nhất ở nhà tôi cần bao nhiêu thứ tiền để chi không? Còn nhà cô dưới quê, quanh năm ruộng vườn, heo mò gà vịt, đất chị phải gửi tiền chứ. Tết nhất cô tặng mấy giỏ trái cây với cái thiệp chúc mừng năm mới là oai lắm rồi. Cô làm dâu nhà tôi là phải phát triển kinh tế cho nhà của tôi, đâu có chuyện cô lấy tiền của nhà nội đem về nuôi nhà ngoại hả? Thì ra là thế. Được, tôi hỏi anh, bao nhiêu năm tôi ở với anh, dỗ, lễ, chạp, tết, tôi có bao giờ than vãn với ai không? Bố mẹ anh bị bệnh, ai là người đến viện chăm sóc bố mẹ anh suốt ngày suốt đêm? Anh nhìn lại đi, anh đã làm được gì cho gia đình của tôi chưa? Alo ạ? Dạ. Dạ. Mẹ đi thăm ruộng, không may bị ngã xe, bây giờ gãy chân rồi. Anh không còn tiền, mày còn đấy không? Về đăng ký. Mẹ có bị làm sao không anh? Anh đợi em một chút nhá. Anh ơi, nhưng mà bây giờ em chỉ còn có 10 triệu thôi. Để em... Này, em làm cái gì thế hả? Mẹ em bị tai nạn, bây giờ chưa biết là bị nạn nhẹ như thế nào. Em tính là hôm nay về quê, anh có về cùng em không? Về làm gì? Em có phải bác sĩ đâu mà về. Vả lại, mất công anh Đức phải ra đón nữa, mất thêm thời gian. Vả lại, tết nhất em phải lại đây, để còn lo dỗ chạp chứ. Nhưng dù sao, em cũng đã ở đây phụ giúp gia đình mình quen năm rồi còn gì. Bây giờ mẹ em bị tai nạn, chẳng nhẽ
Em không được về thăm mẹ sao? Sao cô cố chấp thế? Mẹ cô bị tai nạn thì có bác sĩ lo rồi. Nói cứ không nghe, cứ phải để gắt lên. Tôi là con trai một, chỉ có cô là con dâu duy nhất. Dỗ chạp cô không lo thì ai lo? Các cụ về đây thì ăn gì? Cô định lấy các cụ của tôi làm ma đói à? Thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Nghĩa, thằng Cường đúng đấy. Ở nhà có anh bác sĩ lo rồi. Em cứ lo cho nhà chồng đi. Còn về quê thì hè năm sau về cũng được. Đấy, cô nghe anh Đức nói chưa? Từ nhỏ cô đã ở cái quê nghèo đó, động tí là đòi về, chả thể hiểu nổi. Vâng ạ, vậy để em chuyển tiền cho bạn ở dưới quê, rồi nó chuyển cho anh. Anh lo cho mẹ giúp em nhé. Thôi, anh yên tâm đi. Bà Trường nè, đi nó phải lớn, có khi nó làm gì sai. Bỏ qua cho nó nhé. Thôi anh tắt máy đây. Vâng ạ. Đấy, cô nghe anh Đức nói gì chưa? Hở ra cái là làm hầm lên. Cái gì? Cô lừa Mai đấy. Lo mà ra chợ mua sắm đồ đi, Mai còn làm cổ. Anh vào nhà chơi. À, chà, nhà mày hoành tráng thật đấy. Hai vợ chồng mày cũng giỏi đấy. Anh ở quê mới lên, có mấy bó rau, mấy củ lạc đấy. Cất cẩn thận mà ăn nha. Mà anh đi đường có mệt không? Cũng bình thường thôi. Mà nhà này mua mấy trăm đấy. Anh Cường mua trả góp, có 3 tỷ thôi ạ. Cái gì? 3 tỷ? Này, thì cái gốc này chắc phải mấy triệu đấy nhở? Anh buồn cười thật đấy. Cái gốc này mua có vài chục nghìn thôi. Mày quá. Thế thì tốt rồi, nhà cũng hoành tráng đấy. Đẹp hơn nhà ông bên ở dưới quê rồi đấy. Dạ. Anh dưới quê lên chơi đấy à? À ừ. Con bé nó bảo nhớ quê mà lại không về được. Thế là anh lên đi thăm cho nó đỡ nhớ. Vậy thôi, anh ngồi chơi đi. Em mới đi làm về, em còn ngủ một lát. Chú thoải mái đi. Này, sao chú Cường không niềm nở tí nào thế? Mặt cái cọc cau cọc co ấy, về quê ấy, không ai ưa đâu. Anh kệ anh ấy đi, tí anh ấy là như thế mà. Thế nhà này mua bao lâu rồi? Vợ chồng em cũng mới mua thôi. Đúng là nhà mới có khách, uống ngậm nước nó cũng ngọt. Nóng nhỉ. Biết bao giờ mình có căn nhà như này chứ nhỉ. Ai ủa? Chết rồi. Ai dạ? Ai ủa? Đau vào lúc này nè. Khi nãy anh có thấy tờ giấy em để trên bàn không? Đau bụng quá nên là anh lấy rồi. Thôi được rồi, anh đưa em. Mà khoan, anh nói cái gì? Anh lấy hợp đồng của em đi. Trời ơi, thật kinh với anh mất. Nhà vệ sinh có vòi xịt, sao anh không dùng? Ở quê toàn dùng giấy, lên đây dùng vòi xịt đóng mồm lắm. Anh, có chuyện gì thế anh? Cô xem anh trai của cô kìa. Anh ta lấy giấy hợp đồng của tôi đi vệ sinh đó.
thật phiền phức. Mình này, thôi anh lên thăm hai đứa như thế cũng vui rồi, anh về đây chứ kẻo muộn xe. Thôi anh đừng buồn nhá, khi nào có dịp em sẽ về thăm quê. Mà em bảo anh này, anh cầm lấy ít tiền về sửa sang lại nhà cho bố mẹ. Ở quê sắp có mùa mưa bão rồi đấy, anh về sửa sang lại nhà cho bố mẹ nằm cho đỡ lạnh. May quá, em vay được tiền cho anh rồi hả? Tốt quá, anh đang cần tiền để xây vài thứ. Anh bảo em vay tiền cho anh lúc nào? Em nói sao vậy? Chẳng phải vài tháng trước anh nói với em là anh đang cần tiền sao? Mà em cũng biết công việc của anh mà không đi ban này ban nọ thì làm sao mà thăng chức được, đúng không? Tiền của em tính gửi cho anh Đức về nhà sửa sang lại nhà cho bố mẹ. Chứ ở quê sắp mùa giông bão rồi, bố mẹ em già rồi, em cũng lo lắm. Năm nay không sửa thì qua năm sửa, nhà vẫn ở được mà, đúng không anh? Đó, em nghe anh Đức nói chưa? Bây giờ anh đang cần tiền để lo công việc mà em lại không đưa cho anh. Mì này, em lấy tiền đó cho Cường đi. Ở quê ấy, anh căng vạt rồi, không dồn được đâu. Thế nhá, anh về luôn đây. Đó, anh Đức còn nói thế cơ mà. Em đưa anh là đúng rồi. Thôi, anh về nhá. Thế nhá, anh chào hai đứa. Em chào anh. Đấy là còn chưa kể, anh thăng chức, bố mẹ tôi đã phải bán bao nhiêu miếng đất để chạy vạ cho anh. Anh nhìn xem, anh đã làm được gì cho gia đình của tôi chưa? Đấy là còn chưa kể, anh xem tôi như một con ô xin làm việc trong 365 ngày một năm. 2-3 năm nay, anh chưa cho tôi về quê một lần nào cả. Này, mới 2-3 năm, cô làm gì ghê vậy? Tôi đến chịu anh rồi, vừa ra trường vừa độc tài. Từ nay, tôi sẽ không chịu đựng anh nữa đâu. Mày lão toét bài thế. Ly hôn đi. Ly hôn? Mày giỡn tao à? Cút! Tao không cần. Anh chắc chưa? Ly hôn thì ly hôn, đừng có mà làm giá với thằng này. Nếu thích, tao trả mày về nơi sản xuất. Từ đây về sau, đừng có mò cái mặt về căn nhà này. Được, bây giờ anh đã lộ hết bộ mặt thật của anh rồi nhá. Anh chẳng xem vợ anh ra cái gì cả. Tôi nói cho anh biết, căn nhà này là anh mua trả góp, ly hôn thì chia đôi. Camera kia đã chứng minh anh bạo hành tôi, để xem ai mới là người thiệt thòi. Chào anh. Mì à, anh xin lỗi em, lúc nãy anh nóng tính quá. Những lời vừa rồi là bia rượu nói, không phải em nói đâu. Anh biết anh sai rồi, em tha cho anh đi. Giọt nước tràn ly, không thể vớt lại được. Xin lỗi, mai tôi sẽ đâm đơn lên tòa. Chuyện của chúng ta kết thúc tại đây.